Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình lại quay lại với một cái series blend màu. Đây là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em blend một cái màu, đó là màu tâm trạng đường phố. Đấy, nó hợp cho những cái ảnh mà theo kiểu là mình buồn buồn thất tình ấy. Đấy, chụp ở ngoài đường phố mà nhiều bokeh. Thì đầu tiên để chụp ra những tấm hình như này thì mình thứ nhất là mình có thiết bị này. Thiết bị mình có gồm máy ảnh lens và đó là đèn dọi và flash hoặc là đèn lổ AD gì đó đấy để mình hỗ trợ sáng. Thì đối với background thì mình nên chọn những cái chỗ mà có nhiều bokeh đấy, đường phố chẳng hạn. Đây, ở đây thì mình đang chọn địa điểm nó có bokeh, nhưng mà ở cái mọi người có thể thấy là cái ánh đèn vàng hơi nhiều đấy, thì đằng sau nó sẽ kiểu nhìn nó buồn buồn tâm trạng một chút đấy. Đây, hoặc đây ở đây mình lại chọn một cái background tối giản hơn thì mình cho xuống dưới đường hầm đi bộ đấy, và nó có rất nhiều ánh sáng xanh cyan blue đấy đó, nó cái buồn buồn nó mát. Thì đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái màn hình nhé. Ok, thì đi vào với video hướng dẫn thì như mọi khi mình vẫn để stock dưới phần mô tả để mọi người tải về và làm theo. Đây, như tấm này thì đằng trước thì mình có để một đèn dọi. Đèn dọi của Yongnuo 300. Và ở ven thì mình có đánh một con flash. Đây, thì flash có flash nhẹ ở ven nhá. Và đằng trước thì mình có phủ một tí đèn nhẹ này cho đều sáng. Như tấm này thì nó hơi cháy một tí nhưng mình sẽ giảm highlight đi là đẹp nhá. Rồi, để mà chụp đêm thì tất nhiên là mình sẽ phải tăng ISO lên rồi để nó đảm bảo điều kiện ánh sáng đầy đủ, không bị quá tối. Thì ở đây ISO mình đang để 100, 1000, 1000. Khẩu độ thì cũng thế, mình cố gắng là mở khẩu to nhất có thể. Đấy, thì to nhất của con 1.4 này thì nó là 1.4, nhưng mà mình đang để lại F2. Đấy, 2.0. Đấy, nó cũng khá to rồi, khá mở, mở khẩu khá nhiều rồi. Rồi tốc độ thì mình để là 160 và tiêu cự ở đây là 55 mm. Ok, thì đi vào video hướng dẫn thì đầu tiên thì để mà xử lý những tấm ảnh như này thì mình có thể thấy là đây, ở đây mình đang chụp này, cái đồ thị của mình này nó khá đều sáng, như tấm này là khá đều sáng, tấm này cũng khá đều. Đây, tấm này đều rồi, tấm này thì hơi tối một tí. Đấy. Ôi, ví dụ như tấm này thì hơi sáng một chút này, cũng không phải là sáng quá, mình chỉ highlight một tí là đẹp thôi nhá. Rồi, thì đi vào xử lý cái tấm ảnh như này. Đầu tiên thì mình sẽ này mình sẽ tiếp tục blend bằng tone curves. Thì ở đây mình sẽ chỉnh ánh sáng ở đây một chút nhá. Đây là phần highlight với cả white. Mình sẽ đẩy sáng lên. Rồi, ngồi bên này đi em. Đấy, ngồi bên này làm bài tập đi. Rồi, tiếp tục là mình sẽ vào trong. Hôm qua em đang để bài tập máy nào? Đấy, đọc cái nào? Ngồi bên này đi. Ngồi bên này đi, tải bài tập về làm đi em. Rồi, đây ở đây tiếp tục mình sẽ vào kênh. Đầu tiên là kênh Red. Thì ở Red mình sẽ kéo ở giữa lên mid-tone, chủ yếu là mình sẽ kéo vào mid-tone lên nhé. Ok, rồi tiếp theo là đến kênh Green. Green cũng tương tự, mình cũng kéo như vậy nhé. Ok, Blue cũng vậy. Kéo đều tay một tí nhá, thì để cái màu nó sẽ chuẩn hơn.
À đây, mình có nói thêm này. Ở đây ví dụ như ở dưới này là Phùng Shadow với cả Black. Thì đối với mình kéo xuống dưới này thì nó sẽ bị vàng hơn. Kéo lên trên thì nó sẽ nhiều blue hơn. Vì sao đây? Đây là hai cái kênh đối nhau, đối màu nhau. Thì ở blue thì mình kéo lên trên đây nó sẽ lên blue. Còn kéo ngược lại thì nó sẽ xuống vàng. Hai cái đối nhau mà. Đấy, như tương tự ở màu red cũng thế. Mình kéo xuống dưới này thì nó sẽ xanh đi. Vì nó đối của màu đỏ là màu xanh mà, thì kéo lên trên thì sẽ là màu đỏ. Đấy, tương tự ở đây thì kéo lên trên là đỏ. Đỏ này nó sẽ ám vào phần highlight, còn ở dưới này nó sẽ vào phần shadow nhá. Highlight này, đỏ lên này đó. Xanh lên vào highlight này nhá. Những cái vùng sáng đấy, đó là nguyên tắc kéo mấy cái cốt này. Rồi tiếp tục thì mình sẽ vào đến phần basic. Quay về basic thì ở đây mình sẽ giảm nhiệt độ K đi. Đó, giảm nhiệt độ K. Giảm tin một chút. Ok. Giảm contrast đi. Giảm một tí highlight nhẹ thôi. Ok, ngoài thì. Rồi, đấy, có thể thấy là cái ảnh của mình đã khá đều rồi, khá thoải thoải đều ở đồ thị rồi. Cái clarity, cái khối viết này thì mình sẽ làm nó mềm lên một chút, mình sẽ bằng cách giảm nó xuống đó. Ở đây sẽ tăng vibrant, còn saturation nữa là nhẹ. Tăng vibrant này, ví dụ mình tăng vibrant này tăng đến vô cùng này, tăng lên tăng max 100 này, thì cái màu nó không bị vỡ như là mình tăng saturation. Saturation mình tăng lên một đây một giới hạn nhất định thì nó sẽ vỡ màu và nó sẽ bị kiểu vượt mức ngưỡng bão hòa đấy. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay vào phần sleep toning. Ở đây mình sẽ phủ màu blue nhá. Đây sẽ blue lên. Mạnh lên đó, tiếp tục cũng là màu blue đó. Sáng anh có bảo nguyên không? Có đúng không? 9 giờ chưa thấy đâu. Rồi sau khi ám màu xong thì mình sẽ quay về phần Hue Saturation. Thì ở đây thì mình sẽ giảm một tí cái này để cho nó màu về đỏ đỏ. Background thì mình sẽ cho thần về màu vàng vàng một tí. Ở đây thì mình sẽ đưa về màu aqua sen này. Tương tự. Saturation thì sẽ tăng mỗi màu đỏ thôi. Còn lại các màu hơn những màu khác thì đều giảm. Ở đây giảm mạnh nhất là cho mình màu xanh. Màu xanh. Đây, xanh green. Các màu khác giảm nhẹ thôi. Rồi, tiếp tục thì ở lumen thì mình sẽ dìm một tí màu đỏ, tăng sáng của màu da lên. Sau đó là mình sẽ dìm xanh xuống, tăng sáng xanh. Ok, vậy là mình đã có một tấm màu. Cảm thấy nó hơi đỏ thì lại thế sẽ chỉnh lại như tấm này. Đầu tiên là mình chỉnh, mình sẽ Ctrl+A tất cả lại thì nó sẽ áp màu vào tất cả nhé. Chat hơi thấp tí, sẽ lần con chat lên chút, nâng lại. Ok rồi đấy, xem nó giống gì nhá. Xử lý hai tấm này, mỗi tấm một. Rồi đối với chỗ này mình thấy nó hơi đỏ một chút nhé, hơi đỏ một chút thì mình sẽ vào lại chỗ tone code. Hơi đỏ thì mình sẽ cho xuống xanh.
Đấy. Hơi đỏ đúng không? Để đỏ mình sẽ thấy là hơi xanh không tí. Có thể ở phần xanh này. Green này. Mình đang kéo đấy, mình đang kéo lên đây qua. Mình nhả lên trên thì nó vẫn xanh mà. Nó đỡ đỏ. Hay là anh vậy. Ok rồi đấy. Tiếp tục. Ngày nào cũng quên bát à? Xem có được bật về cây không? Ừ, tắt về cây chưa? Tắt rồi. Nhập đi. Rồi đó. Bây giờ mình sẽ ra ngoài xử lý hai tấm này. Ok. Thì đối với cái màu như này thì mình sẽ phải xử lý một chút của cái background sau. Đầu tiên mình sẽ Ctrl U lên và chọn Yellow, dìm cái màu vàng một chút nữa. Dìm hết vàng xuống. Ok, dìm nhẹ một tí đỏ. Đây nhá. Nhân đôi lên cho mình. Rồi, Ctrl U tiếp vào Red. Dìm đỏ đi. Dìm nhẹ đỏ này. Rồi tô lấy nail mask lên. Tô màu đen lên để lấy lại cái vùng da ở trên mặt nó không bị giảm mất màu. Em làm tiếp cái màu hôm qua đi Nguyên nhé. Một cục phục đi. Mong mày không? Ừ, mong anh chờ chụp. Đây, tô. Lấy lại được rồi, cái phần này. Đó. Hơi nhạt quá thì mình sẽ tạo phần trăm. Gộp lại. Rồi, bật color balance lên bằng Ctrl B. Nó dài lâu. Lưng ca đi, lưng vàng lên đấy. Cho về xe một chút. Hai cái này để bằng nhau đi. Ok, vậy là mình đã xong. Về cái phần màu sắc. Bây giờ sau đó mình sẽ ăn nặng tìm bộ cục. Cho giữa thì cho chính giữa thì cũng được. Chính giữa. Mình đi. Hôm qua chỗ qua làm hết rồi à? Ôi, sẽ làm ra đi. Đợi là lúc video ấy. Mình sẽ nắn bóp qua một chút nhé. Những cái bài tập anh sao tấm nào em phải nắn bóp hết nhau, hôm qua không nắn bóp đúng không? Ừ đâu ảnh gốc đâu là mà nắn bóp sẵn được em, mặt bạn ấy đấy gốc ấy. Tôi thì anh ra bài tập thì tất cả những cái ảnh mà làm màu ấy xong đều ra và làm hoàn chỉnh hết, nắn bóp đầy đủ. Mặt nó không cân chỗ nào thì phải căn lại cái tỷ lệ vàng anh đã dạy rồi.
Nó lắn theo. Rồi sau đó là ở đây đối với những cái ảnh tâm trạng thì không thể thiếu một cái đó là loi. Mình sẽ thêm vào Ctrl Z này. Đây mình sẽ thêm loi ở đây cũng được. Đó. Đó, thêm loi đấy được. Hoặc là thêm loi đây mình sẽ kiểm soát là mình nhân đôi lên. Tô qua cái mặt lên một chút để ví dụ để tầm 4 5. Cái mặt sẽ không bị quá nhiều. Rồi. Rồi hoặc là chúng ta sẽ vào sticker chọn A. Chọn lại ở đây, chọn đổ loi lên. Làm ra qua thì hãng đổ loi nhé cho đẹp. Cẩn thận tí nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đó, vậy là đã xong một cái màu như này. Tầm này thì mình xử lý tương tự như vậy thôi. Đây mình sẽ giảm một tí màu. Đó, và tương tự lăn bóp và xử lý thôi. Ok, vậy là xong rồi. Ở video tiếp theo thì mình sẽ chỉ anh em blend cái màu cổ phục như này nhé. Ok, video của mình đến đây là sẽ kết thúc nhé. Hôm sau thì chúng ta sẽ gặp lại với cái video blend màu cổ phục nhá.